ai cũng bị chất là trồng lan hành. Từ cái thời mà đầu trồng lan là trồng sơ sinh sơ khai á, đó là trồng gỗ các bạn, tức là trồng lan thì cái thời đầu người ta lấy ở rừng về người ta ghép gỗ. Tới bây giờ những nơi mà những nước trên thế giới mà gọi là nền công nghiệp lan mà vẫn còn chậm á, họ vẫn trồng ghép gỗ là chủ lực các bạn. Nhất là những nước như là trong cái khối ASEAN mình á, là gọi Đông Nam Á đó, thì như là Indonesia hay là Philippines đó, thì họ trồng ghép gỗ là vẫn là chủ lực. Bạn mình đi ở bên bển về á thì có nói là không thấy trồng chậu, chỉ ghép gỗ, và họ là lan, họ lan rừng. Thì cái ghép gỗ á là gần như gọi là an toàn nhất trong trồng lan, vì nó gần như về cái nguyên thủy trồng lan của mình. Thì ghép gỗ thì chúng ta nên kiếm những cái gỗ mà hiền, lành, mà không có nhựa để chúng ta ghép. Thì cụ thể là cái gì mà nó đã nổi tiếng và được chứng minh trong thời gian vừa qua thì chúng ta làm tới, đó là trong Nam là gỗ vú sữa, ở ngoài Bắc hay là gỗ nhãn ha các bạn. Hai cái loại gỗ đó là tuyệt vời về vấn đề ghép lan. Và mình có từng ghép một số cái mà mình thấy gỗ đó rễ sẽ không phát triển, mình biết cái gì thì mình nói cái đó. Ví dụ như mình trồng mà mình ghép lên gỗ bàn nè, mình ghép lên gỗ vú sữa, ở gỗ gỗ cà phê nè, rồi mình ghép lên gỗ cây mận nè, mình thấy là cây mít nè, mình thấy là nó phát triển nhưng mà nó không có mạnh bằng cây gỗ vú sữa các bạn, hay là gỗ nhãn ha. Chào bạn Lê Anh Bằng ạ. Dạ thì bạn Lê Anh Bằng cho xin một cái thả tim ạ. Thì bây giờ là cái gỗ mà gỗ ghép là nó rất là an toàn. Thì mình có một cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ các bạn là các bạn cây gì mà máu rừng, cái máu rừng nó còn nguyên thủy á, các bạn ghép gỗ cho mình thì trồng rất dễ các bạn. Còn cây gì mà cái máu công nghiệp á, thì các bạn thoải mái để các bạn có thể trồng chậu. Có nhiều cây á, các bạn trồng chậu nó cứ lực là lực lụi nó không lên được, các bạn cứ chuyển qua gỗ cho mình đi, mình đảm bảo là nó phát triển khác ngay các bạn. Ví dụ như cái cây lan này là mình trồng là cây lan Peru, là mình ghép gỗ nè, thì gần như nó khó để chết được các bạn. Nhưng trồng chậu thì nó dễ chết hơn nếu mà không biết trồng. Còn bây giờ chúng ta trồng ghép gỗ như vậy thì nó lại an toàn tuyệt đối luôn các bạn ha. Đây là cây lan Neophagata của Nhật, cây của Nhật. Cây này là máu nguyên thủy cực cao luôn. Nó cứ nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì cây này nó rất thích ghép gỗ các bạn. Nếu các bạn trồng chậu là nó khó lên lắm nha. Cứ ghép gỗ vậy là nó cứ lên nhưng mà nó từ từ thôi, nhưng mà nó không bao giờ nó chết các bạn. Nó sống rất là mạnh ha. Đây là cây lan Calaya nhỏ nhất thế giới, đó là cây Sinua. Thì cây này ghép gỗ là sống 100% luôn, còn trồng chậu là chết như chơi các bạn. Đó. Cây này là cây máu rừng cực mạnh. Cây này không có lai, cây lai lá bự hơn gấp đôi, còn cây này lá cây nguyên thủy, lá nhỏ cực kỳ nhỏ luôn, mà các bạn coi ha, bông của nó sẽ to hơn cái lá luôn, rất là đẹp dễ thương. Thì mình ghép gỗ thì mình có thêm miếng dớn này để mình giữ ẩm, không sao hết, ít thôi, đừng cho nhiều các bạn ha. Ngoài ghép gỗ thì chúng ta có thể ghép dớn. Vì sao vậy? Vì dớn người ta lấy trong rừng ra là cũng là nguyên thủy luôn. Đây mình lấy bản dớn cho các bạn coi nha. Đây. Chúng ta ghép dớn thì cái dớn của nó là các bạn nhớ là xịt rửa cho nó lên màu đen. Còn gỗ thì chúng ta xịt rửa cho nó sạch, vệ sinh, chứ đừng để nó bị tình trạng là nó mất vệ sinh ha các bạn ha. Rồi thì cái trồng gỗ là như vậy. Sau cái chất trồng gỗ thì là chất trồng gì các bạn? Các bạn thấy chất trồng gì để mình chia sẻ à? Các bạn cho mình xin một cái comment nè ha, các bạn cho mình xin một cái chia sẻ.
các bạn muốn mình chia sẻ về chất trồng nào các bạn bình luận cho mình cũng được ạ. Vỏ thông nè, than nè, vấn cộng nè, thậm chí vỏ cà phê nè, xưa dừa, bột dừa nè. Rồi mình chia sẻ tiếp về một cái chất trồng mà rất là nhiều các bạn trong thời gian vừa qua trồng, đó là vỏ thông. Vỏ thông nó có phân ra hai loại, vỏ thông Việt Nam và vỏ thông nhập khẩu. Vỏ thông Việt Nam nó lại phân ra mấy loại: vỏ thông có đánh vỏ, vỏ thông làm cục tròn, vỏ thông nát, vỏ thông bén. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên trồng bằng vỏ thông để đánh cục tròn, như vậy là trồng lan sẽ an toàn hơn. Mình đã từng trồng cái vỏ thông mà bén á, là nó chém rễ hết các bạn, và nó nổi nấm rất là nhiều ha. Nó làm cho mình trồng lan mau thai giá thể, nó nổi cái mốc trắng ở dưới á, rất là nguy hiểm các bạn. Vỏ thông bén là nó từng cái miếng mỏng như vậy nè, nó bén lắm các bạn, trồng nó không có tốt, nó gây ra tình trạng là hư rễ chúng ta ha. Thì cái vỏ thông là mình hay bị cái vụ đó, mình tin rằng nhiều bạn trồng cũng bị điều đó luôn các bạn. Tức là vỏ thông thì có điều kiện các bạn trồng vỏ thông nhập, nhưng nói chung nó cũng có nấm nha. Rồi chúng ta phải cân cái nước được. Và có một cái kinh nghiệm mà mới được nghệ nhân anh Nguyễn Minh chia sẻ, đó là ở nơi xứ lạnh á, hay là nơi mà nó tối nó lạnh, đêm nó sâu á, thì cái vỏ thông nó ít có bị nấm lắm, trồng rất là tốt. Còn những nơi mà xứ nóng, nắng nhiều thì trồng vỏ thông là nấm trắng, mốc trắng nó nổi lên cực kỳ nhiều nha các bạn. Đó, một cái chất trồng mà sau này trước đây là nó cũng là đứng thứ nhì sau cái gỗ, tức là người ta trồng gỗ xong rồi là người ta trồng bằng than củi. Người ta trồng than củi á, là người ta trồng với cái than mà là nó đã đốt rồi. Thì mình có một cái kinh nghiệm chia sẻ và những cái cần chú ý. Thì cái than á, chúng ta trồng sẽ rất là dễ bị nấm trắng, cũng làm hư rễ luôn, cái đó là điều chấp nhận vì nó là những cái nấm cộng sinh ha các bạn ha. Các bạn có vệ sinh luộc bao nhiêu nó cũng bị nha, mình xua luôn, rất là nhiều bạn bị. Thì cái vỏ than thì chúng ta nên trồng bằng than củi nhẹ. Than củi nhẹ nó là cầm lên rất là nhẹ, bóp bể này kia, chứ nó không phải là than mà gọi là cứng hay là than đá, than mà gì đó, cứ than củi nhẹ, than đốt lò là chúng ta trồng, vừa rẻ mà vừa rất là dễ trồng. Còn than mà than đước, than mà than củi cứng lấp lánh nhìn rất là mê đẹp nhưng mà trồng không tốt, tại vì nó rất khó hấp thu nước, làm cho cây chúng ta trồng nó khô lắm các bạn, tưới bao nhiêu cũng không đủ với nó. Chúng ta cứ lựa những cái cục than, cục vỏ thông cỡ như vậy là chúng ta trồng ha, để cho nó thoáng. Không chơi hàng nhỏ, nếu chơi hàng nhỏ chúng ta phải có tay nghề cao lắm. Tức là nếu chúng ta mà trồng cái gì mà nó nhỏ, cái bột nhỏ hay là nhí nhí nhỏ thì chúng ta trồng phải là kỹ lưỡng thì nó rất là tốt. Còn không có tay nghề là nó cũng gây ra rễ bí, đi đường dài cũng hư bộ rễ các bạn. Trồng càng ít thì nó lại càng chỉnh chu hơn các bạn ha, hoàn chỉnh. Trồng nhiều dễ bị rối loạn và dễ bị hư cây. Rồi một chất trồng mà cũng trong thời gian vừa qua cũng được các bạn trồng rất là nhiều, rút kinh nghiệm rất nhiều, vẫn có người trồng được và vẫn có người trồng không được, đó là bột dừa. Và thứ hai nữa là sơ dừa. Bột dừa có nghĩa là cái bột của cái dừa, tức là từ cái sơ đánh ra. Còn sơ dừa thì chúng ta gặp rất nhiều trong những cái chậu lan như vậy ha. Đây là sơ dừa, ở bên Thái Lan chúng ta sẽ gặp cái sơ dừa cực kỳ nhiều đúng không ạ. Còn bột dừa nó là cái giống như đất á. Sơ dừa trồng lan
giá thành rẻ, dễ tìm, rễ đi rất mạnh, giữ ẩm tốt. Như các bạn nhớ là dùng sơ dừa là dừa khô, không dùng dừa non, không dùng dừa uống nước, mà các bạn phải dùng dừa khô. Tốt nhất các bạn nên mua những cái sơ dừa khô mà nhà vườn người ta trồng lan á, từng miếng vậy nè, cắt sẵn luôn và đã đập nát sơ để các bạn trồng. Nó lâu mục, và khi trồng sơ dừa các bạn nhớ nén chặt vô chậu, đừng để nó phập phiều. Trồng phải cứng chậu ha các bạn ha. Đây. Đây. Trồng phải cứng chậu. Không được trồng lỏng bỏng ha các bạn ha. Để nó không có bị trương ra nha, nó rất là bền. Và dưới đáy chúng ta để thoáng để rễ nó đi ha. Rễ nó ra rất là nhiều các bạn. Đó. Thì cái sơ dừa thì nó chú ý như vậy ha. Còn cái bột dừa thì chúng ta có điều kiện chúng ta ngâm, còn không có điều kiện thì chúng ta không ngâm cũng được. Nhưng mà nhớ tưới thời gian đầu nó nhiều lên một chút để nó xả bớt cái nước nâu đi. Đó. Và trồng sơ dừa, về bột dừa thì nhiều bạn là trồng ở dưới bằng xốp, và ở trên á phải một lớp vậy là sơ dừa, dừa bột. Tùy theo cây ha, cây rễ gió hay là cây rễ đi sâu, hay là những cây cát, hay là những cây dendro, mỗi cây nó có cái tầng này khác nhau. Dựa theo chậu, dựa theo môi trường, dựa theo kinh nghiệm, chúng ta sẽ cho nó dày, mỏng. Có người làm mỏng lét gì luôn nè các bạn, có người làm dày dày, có người làm dày hơn. Đó. Thì chúng ta trồng bột dừa. Trồng bột dừa nó sẽ rút ngắn giai đoạn cây phát triển. Tức là cây phát triển rất mạnh, rất nhanh. Gấp 2 đến 3 lần so với những chất trồng khô. Nhưng cũng dễ chết cây và nếu chúng ta không cân chỉnh tốt. Trồng sơ dừa, bột dừa nên trồng chậu thoáng ha. Chúng ta nên trồng những cái chậu mà nó như vậy nè. Cái đáy nó thoát vậy nè các bạn. Đó. Nó thoát nước tốt ha. Còn trồng những chất trồng khô như là than hay là vỏ thông thì chúng ta có thể trồng cái loại đáy kính. Đây, đáy kính ha. Thì chúng ta cứ nhớ là tất cả là chúng ta đều phải tùy chỉnh theo môi trường, nhiệt độ, kinh nghiệm. Chứ không phải là có mẫu số chung, không phải là tất cả đều giống nhau ha các bạn ha. Đó. Một số chất trồng mà ít có ai trồng, mình cũng nói nhanh thôi. Đó là vỏ cà phê hay là vấn cộng. Vỏ cà phê thì mình không có điều kiện mình trồng vì nó cũng hơi khó mua. Nhưng mà có nhiều nghệ nhân trồng rất tốt nha các bạn. Tốt lắm. Hay là phi la vậy đó. Rồi vấn cộng có nghĩa là từ những cái cọng nhỏ chúng ta cắt nó ngắn như vậy đi và ngâm sát trùng. Chúng ta trồng, nhất là trồng cát, rất là tốt các bạn. Giữ ẩm, thoáng rễ, đi rất là nhiều rễ. Rất là dễ là trồng. Nhưng mà nó lại đắt tiền. Phải kỹ lưỡng, phải cắt ngắn vậy nè, chứ không phải bỏ lung tung các bạn. Nó rơi vãi, nó rớt tùm lum ở trong vườn, nó cũng nhiều cái bất lợi. Rồi có một số bạn trồng chất trồng như là đất nung. Đất nung thì nó cũng qua thời rồi, nó cũng được, nhưng mà nó cũng gây ra những cái bùn đất ở trong đó nhiều lắm. Các bạn nhớ ha. Nhưng mà trồng chất trồng gì thì các bạn nhớ là các bạn đừng nên bón những cái phân hữu cơ mà gọi là nén tan chậm, những phân mà đen đen á, vì những cái phân đó nó sẽ làm nó bã ra, nó làm hư chất trồng, nó làm nghẽn cục, nó làm bí rễ, nó làm hư rễ, thối rễ, cháy rễ. Rất là nhiều các bạn, rất là nhiều bạn bị điều đó. Bỏ phân vô không tưởng là tốt, ai ngờ nó chết trong vài ngày sau luôn, cả tuần sau là nó vàn cây luôn vì nó cháy. Nó nóng quá nó cháy. Vì cái phân hữu cơ là phân không được kiểm soát, phân hữu cơ tan chậm là phân không được kiểm soát, nên nó sẽ bung ra một cái là nó tan ra nhanh, thật là nhanh, cây mình hấp thu nhanh quá nó cháy rễ, thúi cây luôn các bạn. Nóng quá dẫn lên nguyên cây, thúi vàng cây luôn từ đầu đến cuối luôn. Ha. Thì rồi nếu mà nó thời gian thì nó lại gây chất chồng, nó bã mùng rơi vải dơ bẩn hư chất chồng rất là nhiều đó các bạn. Thì về chất chồng là mình nói cũng gọi là kỹ và đủ đầy đủ hết. Thì các bạn có đặt câu hỏi nào có thể sau video cũng để lại câu hỏi cho mình cũng được, hay là cho mình xin cái bình luận
để ủng hộ tinh thần ha. Thì mình nói trong thời gian cũng một cái clip để chúng ta có thể nắm được là về chất chồng. Bạn nào cuối cái video mình có lời khuyên là bạn nào có chất chồng thuận lợi tại địa phương hay là mua với giá thành tốt thì chúng ta chồng, và chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta chồng. À, nãy video mình có nói chồng ít vậy mà chắc, chồng nhiều đàng hoàng chết tùm lum hết đó. Chứ không có cái chất chồng nào ưu việt, không có chất chồng nào tuyệt vời. À, các bạn nhớ điều đó nha. Mình xin kết thúc video.